Xin chào nhà, thì hôm nay tôi đang có mặt tại giao sao của Kelly, thành phố Kelly. Tại đây mỗi năm có một cái sự kiện tổ chức là lễ hội rất là lớn, gọi là Stamper. Thì hiện giờ là tôi đang có mặt tại phố Kelly. Tôi sẽ chia sẻ lại những hình ảnh của lễ hội cho cả nhà cùng theo dõi. Yeah.
We'll be right back.
này họ đang mặc đồ của người thổ dân. Này là họ đi biểu diễn theo từng nhóm, từng đoàn. Hồi nãy phía trước thì có, lúc trước này là có mấy cái đoàn nhảy múa, bây giờ là đoàn đoàn mặn đồ đến chú người thử dân trang bị như đang. Chương trình đã chấm dứt, kết thúc lễ hội rồi cả nhà ơi. Thì bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.